của Trịnh Phượng Tiên Ký, Quân Anh. Đến đây sẽ có một ca khúc về xứ nghệ cùng anh. Giọng ca rất là tuyệt vời, một lần nữa xin chúc cho thật nhiều sức khỏe luôn cha nha. Và tiếp nối chương trình cũng như ông ba ta thường nói như thế này, hát karaoke thì phải có chữ, và hát nhạc sống thì phải có đựng con nam nó mới vui đúng không ạ? Và vì vậy thì tiếp nối chương trình, xin mời tất cả quý vị đến với tiếng hát của chị Dư là một vị khách tiếp theo. Ca sĩ nữ sẽ được trân trọng kính mời giọng ca của chị Dư vui lòng về sân khấu. Một lần nữa xin được thay mặt cho Dịch Vụ Tiệc Cưới Hiệp Lại cũng như ban nhạc trẻ tình quê xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tiệc vui tươi và thật vui vẻ chung vui cùng với gia đình. Sau tiếng hát của chị Dư, xin mời giọng ca của anh Cường chuẩn bị ca khúc tiếp theo nha. Chị Ba chắc là chị Ba không biết hát, nhưng mà chị Ba phải hát hát để chúc mừng cho hai em có được ngày hôm nay. Chị Ba xin hát một bài hát là Chiều Xăng Ga. Thank you.
vừa đến với ca khúc Chiều Sân Ga, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Trà. Và tất cả cảm ơn giọng ca của chị Dương rất là nhiều. Xin chúc cho chị thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống, luôn luôn xin đẹp đẽ luôn luôn nha. Và tiếp nối chương trình ca nhạc tối nay sẽ có một xin mời tất cả người đến với một giọng ca nam cũng như theo lời Xuân Chua giới thiệu ban đầu. Xin mời giọng ca Quang Cường ạ. Xin mời nam ca sĩ Anh Cường sẽ được trân trọng cảm ơn vui lòng về sân khấu với ca khúc tuyệt chọn. Và sau giọng ca Quang Cường, không biết là ca sĩ nữ của chúng ta có ai đăng ký chưa ạ? Chuẩn bị. Lời đầu tiên cho phép Chủ Cường gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Hôm nay là ngày chương trình cánh hồng ngoại họ của Hòa Tâm. Tôi không có gì, tôi muốn trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Đất Nước Trọn Niềm Vui. Mong chị cùng lắng nghe.